được không? Cho mày phát ra lên luôn. Đó, chưa được. Đấy, đây là cô bạn. Em mở. Bên này có vào luôn. Vào đây, vào đây. Vào đây, vào đây. Rồi. Giữa cái không gian đấy có cái cô rồi cái này. Đó. Vừa vừa đây, thấy không ạ? Chặn quá cái này không đồ cái này nó. Nó phải chặt chứ. Anh Binh nó có cử của nó chứ đâu phải là cái bàn sau còn có cái kẹp để test thôi mà. Đúng rồi. Thì làm đấy. Cử cái kẹp đấy nó sẽ tác dụng là chất lúc ban đầu rồi nó bật mới rồi. Sau này nó sẽ rồi mình đánh dấu lại, đánh dấu lên này. Chẳng phải đánh dấu, cứ vào đủ tay là được. Tư thêm vào nữa. Một vòng tư vòng đánh dấu tốt nhất. Đánh dấu xong bắt thêm một cái vòng. Mỗi một lần. Mỗi lần là bạn thêm. Chuẩn. Qua đó. Chuẩn. Cái này là nào mà nó. Bóc cơ. Ủa đây chơi 2 học chơi tơ luôn à? Ừ. Đây này 2 gì luôn. Mẹ không? Cái này là cái gì? Lên tiếp đi, cái đó lên cao hơn 60 chứ. Rồi. Dạ. Con này nó hơi cấn nên là nắp ốc về trước luôn. Xong rồi con này nó sọc. Kiểu vẫn chặt được mà nó lại anh cứ lắp cái này trước mà thôi cái này vừa anh tháo cả cái này nè anh vừa tháo cả cái này cái này mà tháo kiểu ăn gian kia là nó hơi mất thời gian chết mà thì phải lắp con này trước nếu anh ăn gian anh lắp con này trước con này lắp xong ví dụ con kia thì lắp con dưới này trước nó dễ sau đó con này sau ok nhưng con này mình có tháo đâu bản thân mình có tháo con này đâu à đẹp con này bao này đâu tháo tháo cả cục này ra mà à. Con này bị giống như con bên kia rồi đó. Đó. Lúc mà xuống nó cũng cạch 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 xuống. Không, nó không có đều, nó không smooth. Không phải nó đúng rồi nó phải xì ra thì bộ sinh nó bộ sinh đồ nó sẽ xì ra ít mà đi xì ở đâu đấy cái ông linh thì hỏng rồi ông linh thì nó dão nó kêu đây mà nó có xì đó nó kêu đó anh ơi lâu gì nếu vậy thì calip đâu đúng đó nó bị cái cọc liền không qua đây rồi. Không phải xì đó đâu anh ơi, không phải xì đó đâu. Trong này. Trong này là bên này nó có cái buôn van nó bị xì không ấy. Còn bên kia. Cái còn bên kia nó cũng bị vậy. Ok.